Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa đội mạnh mẽ đến từ miền Tây sông nước gồm các diễn viên Hoàng Mộc, Mai Sơn Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Lê Bảo Luân. Sở thích chung của mạnh mẽ là chơi banh đũa, bắn bi, nhảy dây và ăn hàng. Và thưa quý vị, ở phía chiến tuyến bên kia là đội Lịch Lãm đến từ cao nguyên Lộng Gió gồm các ca sĩ diễn viên Vịnh Phương Đài, Mã Hiểu Đông, Tạ Minh Thanh, Đông Dương. Sở thích đặc biệt của Lịch Lãm là chơi cò cò, thả diều, cầu trượt và xích đu. Đây là chương trình chung sức và ngay sau đây chúng ta hãy chào đón người dẫn chương trình quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Maritime Bank. Chúng ta thấy với hai đội chơi mạnh mẽ và lịch lãm, chương trình hôm nay hứa hẹn nhiều sôi động và thú vị. Mời quý vị các bạn chúng ta hãy dành ít phút làm quen với hai đội trước khi chúng ta xem hai đội thi đấu với nhau như thế nào. Mời các bạn hãy giới thiệu về đội mình với khán giả. Đội Lịch Lãm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào anh Tạ Minh Tâm và xin chào đội bạn cùng chơi. Mình là đội trưởng Trịnh Phương Đài, kế bên mình đây là anh chàng diễn trai Mã Hữu Đông. Thành viên thứ ba là Tạ Minh Thanh và thành viên thứ tư là anh Đông Dương. Hôm nay đội Lịch Lãm đến đây với một cái phương châm là quyết chiến, quyết thắng. Mà không thắng á thì đi về. Cảm ơn các bạn và xin quý vị cho một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần đội Lịch Lãm. Sau đây chúng ta sẽ làm quen với đội mạnh mẽ. Chào đội mạnh mẽ. Chào anh. Được rồi, tôi biết bạn mạnh lắm rồi, không cần phải thể hiện thêm nữa. Mời đội trưởng hãy giới thiệu về đội mình, các bạn thể hiện quyết tâm như thế nào. Mình là Hoàng Mập, đội trưởng đội mạnh mẽ. Kế bên mình một chàng trai rất dễ thương, Mai Sơn Lâm. Kế Mai Sơn Lâm là Quách Ngọc Hoan. Quách Ngọc Hoan là chàng trai dễ thương nhất, đẹp trai nhất trong nhóm mạnh mẽ. Bảo Luân, nhóm mạnh mẽ đến đây với mục tiêu là vui là chính. Thôi thắng là 20 lần. Thôi thể hiện tinh thần coi. 1, 2, 3. Mạnh quá. Đội mạnh mẽ thay đội Lịch Lãm sẽ giành quyền kiểm soát bảng điểm. Mạnh quá. Chúc các bạn chiến thắng luôn. Cả hai đội đều chiến thắng. Bởi vì giá trị mỗi điểm thưởng chúng ta là 10.000 đồng. Các bạn cứ ghi nhiều điểm thì các bạn đều chiến thắng cả. Nhưng mà đội nào sau 4 vòng thi đấu có số điểm cao hơn sẽ thi đấu ở vòng đặc biệt với giải thưởng 10 triệu đồng đang chờ các bạn. Quý vị khán giả đang chờ các bạn thể hiện như thế nào. Chúng ta không để lâu hơn nữa. Mời hai đội trưởng. Bắt tay nào nhẹ nhẹ thôi Hoàng Mập. Có một có hai câu hỏi. Chuẩn bị nghe câu hỏi thứ nhất nha các bạn nhé. Câu này có 8 đáp án. Khi chúng ta hỏi 100 người thì có 8 đáp án được chọn. Đó là 8 ý kiến của một số người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người trả lời các đáp án đó. Ngoài cái việc mà các bạn đã biết là giá trị của mỗi điểm thưởng là 10.000 đồng thì trong câu hỏi này có một đáp án trị giá 1 triệu đồng. Cố gắng lên nha các bạn. Ngoài sô-cô-la ra, các bạn hãy chọn một biểu tượng khác của tình yêu mà bạn biết. Mời bạn. Hoa hồng. Hoa hồng. Còn gì nữa bạn Đài? Ngoài hoa hồng ra, biểu tượng của tình yêu nữa là kẹo ngọt. Kẹo. Mời hai bạn trở về vị trí. Ngoài sô-cô-la ra, bạn hãy chọn một biểu tượng khác của tình yêu. Em nghĩ là nến. Nến. Nến.
phải. Khi nói đến sô cô la thì ta thấy là nó nghĩ đến, người ta nghĩ đến tình yêu đúng không bạn Ngọc Hoàng? Vậy thì ngoài sô cô la còn gì nữa? Em nghĩ là gấu bông. Gấu bông. Gấu bông là biểu tượng của tình yêu. Người ta tặng cho nhau, khi yêu người ta tặng cho nhau. Gấu bông. Đích lắm, được quyền hội ý. Bình tĩnh bạn, bạn Bảo Lưng. Bạn hãy chọn một biểu tượng khác của tình yêu ngoài sô-cô-la đó. Em nghĩ là tình yêu thì phải là trái tim. Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Đúng rồi, biểu tượng của tình yêu là trái tim. Vậy mà nãy giờ hai bạn này hướng yếu ra có chuyện trật. Trái tim. Hai mươi bốn điểm, đó là số điểm cao nhất. Quang Mập, bây giờ thì hiểu rồi chưa? Bây giờ chắc Quang nghĩ ngoài hoa hồng, trái tim, sư cơ ra thì... Biểu tượng của tình yêu là gì? Nhẫn kim cương. Thường người ta nói chiếc nhẫn kim cương tặng nhau đó. Ta trao nhau chiếc nhẫn này. Chứ phải nhẫn cỏ hả? Thời buổi vừa, thời buổi giàu phải nhẫn cỏ không? Chắc cũng có nhẫn cỏ mà kim cương trước đi. Nhẫn kim cương. Chung là nhẫn kim cương hay nhẫn gì cũng được phải không? Tình yêu giờ đắt đỏ quá, bạn nghĩ tình yêu đắt đỏ quá, phải nhẫn kim cương mới được, đấu cân. Mới sức lắm. Em nghĩ là nước hoa. Nước hoa là biểu tượng của tình yêu, có phải không bạn điểm? Không phải. Các bạn xem các bạn ghi được bao nhiêu điểm? 55 điểm. Vậy thì bây giờ chờ xem điểm này thuộc về đội nào nhé. Mời đội Linh Lãm. Hỏi ý xong chưa đội trưởng? Dạ xong rồi. Xong rồi thì nói luôn đáp án nào. À, dây chuyền nha. Dây chuyền. Dây chuyền là biểu tượng của tình yêu. Đáp án được ghi nhận. Tôi sẽ hỏi sau đây. Còn bây giờ thì mời từng thành viên hãy cho biết là các bạn đã hỏi ý như thế nào. Bạn Đông Dương. À, theo Đông Dương thì Đông Dương cũng có một cái suy nghĩ là nhẫn và trái tim rồi. Nhưng mà đội bạn đã... Nên bạn không đưa ra ý kiến nào khác hơn nữa. Ok. Còn bạn Minh Thanh. Theo em là màu hồng tượng trưng cho tình yêu. Màu hồng, biểu tượng tình yêu là màu hồng. Còn bạn Hiếu Đông? Dạ em nghĩ là hoa hồng mà bạn hoa hồng rồi. Dạ. Thì các bạn có ít đáp án để lựa chọn quá phải không? Thì cuối cùng thì đội trưởng đã chọn cái đáp án. Dây chuyền nha. Dây chuyền là chuyện... ý kiến của bạn. Dạ ý kiến chung. Nhưng mà ai là người... Em. Bạn đưa ra. Không sao, tại vì ba đồng đội của bạn không đưa ra ý kiến nào hết. Cho nên trách nhiệm của bạn là nhỏ chứ không phải là lớn nếu sai. Dây chuyền. Dây chuyền. Oh. 55 điểm thuộc về đội mạnh mẽ. Ở câu này các bạn đã bỏ sót rất là nhiều điểm bởi vì còn đến 5 đáp án chưa được giải và chúng ta xem đáp án 3. 8 tình yêu. 5. Kim hồ câu. 6. Quả đó là đáp án trị giá 1 triệu đồng. Bây giờ tôi phải cất lại để chờ qua dòng sau. Câu 7. Và 8. Chúng ta đã theo dõi hai đội thi đấu câu thứ nhất của vòng 1. Và sau đây là câu thứ hai của vòng 1. Mời thành viên thứ hai. Câu thứ hai của vòng 1 cũng được khảo sát 100 người và có 7 đáp án đang trên bảng. Đó là 7 câu trả lời của một số người trong 100 người mà chúng tôi đã hỏi. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người trả lời các đáp án đó. Và bây giờ đến lượt hai bạn giành quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm về cho đội mình. Với câu hỏi là hãy kể tên một loại trái cây có nhiều nước mà bạn biết. Dạ, nước dừa, trái dừa. Trái dừa. Có không bảng điểm? Có, mời hai bạn trở về vị trí. Trái dừa quá nhiều nước. Còn trái gì có nhiều nước nữa bạn bạn Minh Thanh? Trái dứa. Trái dừa và trái dứa. Trái dứa hay là trái thơm. Chúc mừng bạn. Bạn Đông Dương, bạn thấy trái nào, loại trái cây nào còn có nhiều nước nữa bạn biết? Trái cam. Trái cam.
Trái cam 25 điểm. Trái gì nhiều nước đó đội trưởng? Dạ bưởi. Bạn Phương Đài nói là bưởi có nhiều nước đúng không bạn Điểm? Bưởi đúng. Hiểu không? Bạn thấy là trái cây nào có nhiều nước bạn? Dạ, em nghĩ là quýt ạ. Quýt, quýt. Quýt cũng giống như cam nhưng coi trên bảng không nào. Không có. Trái quýt thì cũng tương tự như trái cam, mà trái cam có nhiều nước thì trái quýt thì không có người nghĩ đến. Bạn Minh Thanh. Dạ trái trái cây có nhiều nước đó là trái. Trái dưa hấu. Quá là nhiều nước phải không anh Điểm? Dưa hấu. 28 điểm. Đông Dương tiếp tục nào bạn. Trái cây có nhiều nước là loại trái cây gì bạn? 5, 4, 3, 2. Trái nho. Trái nho. Không đúng. Mời đội mạnh mẽ hội ý. Phương Đài, loại trái cây nào có nhiều nước bạn? Trái cây có nhiều nước là rồi bưởi. Khế. Khế. Trái khế. Trái khế có nhiều nước. Bạn nhìn lên bảng điểm đây này. Khế ơi. Không có khế. Mời đội mạnh mẽ. Cười cũng mạnh. Trái gì có nhiều nước bạn? Mãng cầu phải không? Mãng cầu không? Mãng cầu. Mãng cầu đó mày. Thôi, mãng cầu. Cầu gì nước đó, mãng cầu đi. Mãng cầu. Mãng cầu. Mãng cầu. Thôi, mãng cầu. Hai ba mau đi, chạy đi. Mãng cầu. Rồi, chơi đây. 1, 2, 3. Yeah. Ơi. Mãng cầu. Mãng cầu. Rồi, mãng cầu. Trước khi hỏi mãng cầu, thì bây giờ đội trưởng nói luôn coi các bạn bạc nhau gì. Nãy bên này thì nói trái hốc hốc nốt. Hốc nốt nghĩa là ở dưới miền Tây, ở Campuchia nó có cái cây dài mà làm đường á. Còn đây thì trái dưa lê. Còn đây trái táo. Còn em với mãng cầu. Bạn ý lớn bạn... Không có. Mấy bạn theo chứ bộ. Giờ bạn theo em theo mấy bạn. Nói chung là bạn bắt người ta theo bạn phải không? Có đâu. Coi nha mãng cầu. Trái mãng cầu có nhiều nước. Bạn Điểm đúng không? Không đúng. 93 điểm thuộc về đội lịch lãm. Trái gì thì, trái gì trời ơi. Thì bây giờ xem này. Đáp án 5. Lê. Lê chứ không phải là dưa lê. Các bạn đừng có tiếc cơ hội, bởi vì vẫn là sai. Các bạn đưa đáp án dưa lê vẫn sai. Đây là lê, trái lê. Bây giờ còn lại trái nữa nha. 7. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 kết quả như sau. Mạnh mẽ 55 điểm. Lịch lãm 93. Đội mạnh mẽ đã chơi rất hay nhưng chưa may mắn lắm. Liệu trong vòng tiếp theo họ có ghi được điểm? Ngài nói hết những lời từ trong tim mình. Đêm sau hay ban ngày lên sẽ chia nhau nhiều thêm. Đừng ngài nói hết những lời từ trong tim mình. Xuân đến hay thu hè qua, nói khi đông vừa xa. Đừng ngài nói hết những điều thật lo quanh mình. Quen biết nhau hay là chưa ta không ngại ngần sẽ chia. Mạng phủ sóng toàn quốc, chất lượng vượt trội với gói cước tốt nhất. Nào cùng nói với Việt Nam Mobile.